Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Và từ ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu lại với cái series tiêu điểm tướng ha các bạn. Gọi là tiêu điểm tướng chứ sang mồm, chứ thật ra cái video của mình thì nó không có đẳng cấp giống như là tiêu điểm tướng một số cái game khác, ví dụ như tiêu điểm tướng Liên Minh Huyền Thoại vân vân. Thì tổng hợp lại thì tiêu điểm tướng trong video của mình thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cốt truyện của nhân vật, sau đó thì mình sẽ giới thiệu full bộ kỹ năng. Rồi mình sẽ giới thiệu luôn cái trang bị chuyên và nội thất độc quyền. Rồi sau đó thì mình sẽ có một số nhận xét đánh giá và vị tướng mới thích hợp trong vị trí nào, có thể là vị trí PvP đi bot hoặc là online các bạn, vị trí tức là nó có thể hot tại vị trí PvP cũng có nè, đi PvE cũng có, thậm chí cả đi bot và boot đó. Thì mình sẽ cơ bản thì về cái cơ cấu tiêu điểm tướng video của mình thì nó sẽ như vậy nha các bạn. Rồi chúng ta đến với tiêu điểm tướng Auda, ngôi sao kỳ lạ. Này là một phần tương tự với Mora nha các bạn. Khi ý chí của Auda vẫn còn thuộc về cô ấy, tinh vân Zoha đang đứng trên bờ vực diệt vong. Khi ấy một giọng nói đến từ nơi xa thăm thẳm vang lên bên tai cô, kêu gọi cô. Auda, đến lúc thức tỉnh rồi. Mở đôi mắt màu thanh thiên, cô cảm nhận được sự đau đớn. Những ngôi sao đen đang rực sáng xung quanh, hướng về phía vực thẳm hỗn loạn, tăm tối và người nghèo. Cô ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói và nhìn thấy một đôi mắt giống hệt mình đang nhìn cô chằm chằm. Ngay lập tức, Auda biết đó chính là chị gái cô, Mora, được sinh ra trong cùng một tinh vân với cô. Và nếu Mora đại diện cho trật tự, kiểm soát và sửa chữa, thì Auda tượng trưng cho những điều tự do, không bị cấm đốn và khát vọng khám phá. Auda bị ám ảnh và có niềm đam mê bẩm sinh với những bí ẩn chưa được khám phá, dù đang cố gắng hết sức để cứu tinh vân Zoha. Cô vẫn thường đã đầu óc bay xa và quên mất mục tiêu và nhiệm vụ mình đang thực hiện. Mora từ lâu đã không tán thành hành vi của em gái mình. Cô đã điều chỉnh quỹ đạo của tinh vân Zoha để nó chống lại sức kéo của vực sâu đen tối. Tuy nhiên, Auda lại thường bay quanh thiên thể, đến và đi tùy thích. Thậm chí trong các chuyến đi của mình, cô thường lạc đến những cõi tối tăm đó, tìm kiếm sự thật bị che giấu trong bóng tối. Auda không quan tâm đến những điều đó và không bao giờ để tâm đến những lời chỉ trích của chị gái mình. Cô là một phần ý chí sinh tồn của tự nhiên của tinh vân Zoha. Thế nên sự tồn tại của cô buộc phải có ý nghĩa nào đó. Nếu không thể tìm được nguyên nhân thật sự gây ra sự hủy diệt của tinh vân Zoha, thì dù thảm họa đã tạm thời được ngăn chặn, vẫn không thể đảm bảo mối đe dọa đó sẽ không xuất hiện trở lại trong tương lai. Thế nhưng giữa những cuộc xung đột dữ dội đó, họ vẫn phải thốt ra lời chào tạm biệt. Auda hào hứng chạy về từ phía bên ngoài ranh giới tinh vân. Cô muốn chia sẻ với Mora tất cả mọi thứ cô đã nhìn thấy và bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến gương mặt bất lực của chị mình. Người luôn nắm toàn quyền kiểm soát, họ lặng lẽ nhìn vực sâu thẳm đen tối đang nuốt chửng thứ đã sinh ra mình. Tinh vân đối mặt với sự sụp đổ của chính nó, cùng với tiếng khóc than chật vật và miễn cưỡng. Auda bị ảnh hưởng bởi sự suy sụp của Mora. Và khi họ chứng kiến khung cảnh đáng sợ cuối cùng, cô thấy mình run rẩy trước cảnh tượng đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cô trực tiếp cảm nhận được sự vô thường của vũ trụ. Bản chất còn sót lại của tinh vân đã biến thành trái tim của Zoha. Nó ban cho Mora khả năng phi thường, giúp cô tạo ra trường lực mặt trời và trở thành bằng chứng cuối cùng cho thấy tinh vân Zoha đã từng tồn tại. Và ánh sáng tập lập lòe, sắp tác mà cụm sao phát ra ở đây cuối cùng đã trở thành động lực cốt lõi đằng sau mưa vũ trụ. Nó rơi vào tay cô ra, giao cho cô tất cả hy vọng và sức mạnh thuộc về tinh vân. Dù không còn phải gánh trách nhiệm nặng nề liên quan đến tương lai của tinh vân nữa, Aura vẫn có một nhận thức mơ hồ rằng cô không thể dừng lại ở đó. Lực lượng mạnh mẽ đã phá hủy tinh vân Zoha là gì? Vực thẳm đen tối kia vốn đã ngấu nghiến nuốt chửng toàn bộ tinh vân của họ, cuối cùng sẽ dẫn đến đâu? Và liệu sự tồn tại nào khác tương tự như chúng ở nơi nào khác giữa vũ trụ bao la không? Và những câu hỏi liên tục này làm cho Auda khó chịu, khiến cô cảm thấy bồn chồn và cáu kỉnh. Tuy nhiên, Mora thực sự không hiểu được mối bận tâm của em gái mình. Là thực thể gánh vác trật tự, cô luôn khuyên Auda nên tuân thủ các quy tắc như mình. Và trên thực tế, cô cho rằng sự dửng dưng của Auda chính là nguyên nhân chính gây ra cái kết của tinh vân Zoha. Auda, sự liều lĩnh của em chỉ mang đến tai họa. Nhưng mọi thứ luôn thay đổi, Mora. Có lẽ ngẫu nhiên và rối loạn là bản chất thực sự của vũ trụ. Và sau đó, Auda tạm biệt chị gái mình, người đã kiên quyết không chấp nhận tất cả. Cô quyết định đi tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.
và không còn bị trật tự ràng buộc. Cô tự do làm theo bản năng và cô khám phá hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, đi từ hành tinh này sang hành tinh khác, lang thang trong vũ trụ bất cứ nơi nào gió mặt trời thổi qua. Và cô đi qua các hành tinh khô cằn, những vùng đất rậm rạp, cây cối, phát hiện ra sự tồn tại giống như mình, ẩn mình sâu trong một trong những góc xa xôi nhất của vũ trụ. Cô đã biến sức mạnh được ban thành cung và mũi tên ánh sao, chiến đấu chống lại bóng tối xấu xa. Và cô yêu những cuộc phiêu lưu của mình, không bao giờ cảm thấy đơn độc và sợ hãi trước những điều chưa biết. Và không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng cô đã chạm tới một góc nhỏ của sự thật cơ bản về vũ trụ. Đó là một vực thẳm mờ mịt, nơi trật tự đã mất cân bằng và cái ác đang trỗi dậy. Và các hành tinh chết lấp ló bên trong, có lẽ còn có cả tinh vân từng là nhà của cô nữa. Nơi đây gọi là cõi hư không, nơi những thế lực hủy diệt, hỗn loạn và rối loạn liên tục được tạo ra bởi một ý chí bí ẩn đang ngủ đông, và những lực lượng tiêu cực này lan rộng ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, và một ngày nào đó chúng có thể biến toàn bộ vũ trụ thành hư không trống rỗng. Mura đắm chìm trong suy tư khi nghe người em gái đã mất tích từ lâu của mình kể lại tất cả những thứ cô đã thấy và trải qua. Cô không thể phủ nhận rằng em ấy đã đang tỏa sáng như những vì sao, và khi phá bỏ mọi quy tắc và trật tự mà cô đã từng áp lên em ấy. Hơn nữa, một chút sự thật mà em ấy nhìn trộm thấy hoàn toàn trùng khớp với câu trả lời mà Mura tìm thấy đã tìm thấy ở Esperia. Trật tự và hỗn loạn thuần túy không phải là nguyên tắc dẫn lối. Aura đưa tay về phía em gái và nói: có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau và tìm kiếm sự thật. Kết thúc, cái chỗ này đúng ra là Mura đưa tay về phía em gái mới đúng các bạn. Mura nhìn chầm chầm vào bầu tay đang giơ ra và thở dài. No. Cái này... À đúng rồi các bạn. No. Rồi, cuối cùng là tự do khám phá có thể đưa chúng ta đến gần sự thật hơn. Và nếu đã có Mura cùng với Elda thì mình chắc chắn là sau này game sẽ ra thêm những con tướng địa ngục với cái tầm cao hơn các bạn. Hiện tại một con số địa ngục, cái tầm... Nghĩa là cái phạm vi ảnh hưởng của nó, cái tầm nó hơi thấp, nó chỉ giới hạn ở trong Esperia, nó chưa có tầm ra ngoài vũ trụ và tinh vân vân hà. Thì mình nghĩ là trong một vài bản cập nhật sắp tới thì mình nghĩ là Lilith nó sẽ ra một con tướng địa ngục mà nó có tầm tương xứng với cốt truyện của các con tướng thiên thần này các bạn. Và sắp thôi, những con tướng địa ngục sinh ra từ cõi hư vô hả các bạn. Rồi, đã xong phần câu chuyện, bây giờ chúng ta đến phần phân tích kỹ năng của cái con tướng này. Đầu tiên chúng ta phải hiểu kỹ năng của nó trước đã. Đầu tiên là kỹ năng nộ, tương tự với kỹ năng của Wynette ha các bạn, ma nữ. Cả cái hiệu ứng bắn hơi giống, tuy nhiên cái này thì nó VIP hơn nhiều. Đây tại vì mình làm một con tướng đặc biệt các thầy. Các bạn thấy là kể cả cái cung có cánh và cái vòng tròn sau lưng. Đó. Dương lên trời, vận công và chưởng mũi tên. Này là chưởng luôn chứ không cần kéo cung nha các bạn. Aura bắn ngóng tên vũ trụ lên trời và biến toàn bộ chiến trường thành trạng thái vũ trụ. Và khi chiến trường đang ở trong trạng thái vũ trụ thì tối đa hai cái địch sẽ bị thiên thạch rơi trúng mỗi 2 giây. Và mỗi thiên thạch sẽ gây sát thương. Gây sát thương nha các bạn. Rồi. Theo phần trăm tấn công hiệu quả của Aura. Và thiên thạch sẽ ưu tiên rơi trúng kẻ địch. Và sau 9 giây, một trận mưa sao băng sẽ rơi xuống chiến trường và gây sát thương tương đương 220% hiệu quả tấn công của Aura 3 lần lên toàn bộ kẻ địch. Và sau đó trạng thái vũ trụ sẽ kết thúc, và nếu mưa vũ trụ được sử dụng một lần nữa khi chiến trường đã ở trạng thái vũ trụ thì mưa sao băng của vũ trụ trước đó sẽ bắt đầu sớm hơn. Bạn có thể hiểu cái kỹ năng này nó như sau nè. Cái mưa sao băng là phải sau 9 giây thì nó mới rơi xuống. Tuy nhiên nếu mà con này nó hồi nộ một lần nữa, ví dụ như nó được con hầu bút đi, nó đã nộ một lần con hầu bút, nó nộ tiếp một lần nữa thì cái mưa sao băng của cái lần nộ trước tiên nó sẽ rơi sớm hơn nha các bạn. Nó rút ngắn cái thời gian mưa sao băng rơi xuống. Rồi, chúng ta đến với kỹ năng thứ nhất, tấn công vũ trụ. Kỹ năng này là mưa vũ trụ ha các bạn. Kỹ năng này là tấn công vũ trụ. Aura nhảy lên không trung và liên tục bắn ra 5 ống tên vũ trụ, và mỗi ống tên sẽ gây sát thương tương đương 180% hiệu quả tấn công của cô lên các mục tiêu đối phương. Và đòn tấn công này ưu tiên những tướng địch chưa bị tấn công trước, và khi Aura rơi xuống đất, mỗi kẻ địch bị trúng ống tên vũ trụ sẽ nhận sát thương tương đương 240% hiệu quả tấn công của Aura và bị choáng trong vòng 2 giây. Và Aura miễn nhiễm với sát thương hiệu ứng khống chế khi sử dụng kỹ năng này. Tức là khi nó xài kỹ năng này sẽ được miễn nhiễm nha. Cả hiệu ứng khống chế và lẫn sát thương các bạn, khá là ngon. Nói chung là kỹ năng này một kỹ năng rất mạnh các bạn, bay lên và bắn xuống nè. Rất mạnh luôn. Và kỹ năng này nó có một cái cơ chế rất đặc biệt, đó là nó sẽ ưu tiên tấn công những mục tiêu mà chưa bị tấn công. Tức là những con hàng sau núp đồ các bạn. Những con đang được bảo kê hàng sau. Rồi ở cấp 3 thì chúng ta còn có một cái hiệu ứng là khi địch bị choáng 3 giây.
nó vừa ưu tiên tấn công. Tức là nếu mà có con này các bạn cho vào đội hình thì các bạn có thể xếp team, các bạn counter được những con mà nó núp sâu tướng địch mà các bạn không thể xếp team mà đánh được. Ví dụ đối diện với các bạn là một con Athalia có khả năng bay vào khó chết mình thì mình không thể xếp đối diện để đánh con đó. Tuy nhiên với cái con tướng này thì mình xếp chệch vị trí, tuy nhiên nó vẫn tấn công được những con đó các bạn bằng kỹ năng này, khá là hay. Tuy nhiên mình khi mình thử nghiệm mình thấy cái kỹ năng này nó vận dụng khá là lâu. Thông thường nó xài chiêu này nó đánh mất thời gian quá đi bạn, nên nó vận dụng chiêu này lâu lắm. Rồi đến với kỹ năng thứ hai, bảo vệ cốt lõi bị động. Kỹ năng này là đòn tấn công. Thông thường Kuda sẽ ưu tiên tấn công những kẻ địch ở xa nhất trên chiến trường và sát thương các đòn tấn công càng tăng khi kẻ địch đứng càng xa và sát thương có thể tăng lên tối đa 100%. Và khi kẻ địch ở gần thì quái sẽ quay cái lõi sau của mình để đẩy những kẻ địch ở gần sang nửa bên kia của chiến trường, tức là đẩy ra các bạn cái vòng tròn xung quanh nó nè. Rồi và gây tương sát thương tương đương 240% hiệu quả tấn công của quái, và hiệu ứng này chỉ có được thể được kích hoạt một lần mỗi 15 giây một lần, tức là nó tự cover chính bản thân mình mỗi 15 giây một lần nha. Các bạn thấy con này thì có chón nè, có miễn nhiễm sát thương, miễn nhiễm khống chế, ngoài ra thì nó còn có luôn cái khả năng tự cover mình đẩy cái địch dân ra xa. Và ngoài ra khi các bạn khắc ấn lên 30 thì ở kỹ năng này nó còn boost một cái nữa là sát thương của các kỹ năng khác của Eldra cũng tăng lên dựa trên khoảng cách của kẻ địch, và kẻ địch càng xa sát thương càng tăng và sát thương tối đa sẽ tăng lên tới 50%, tức là kỹ năng nộ này sẽ được tăng lên 50%, cái này cũng được tăng 50% các bạn, và kể cả cái này. Rồi kỹ năng thứ ba, lửa tập trung. Aura sẽ khóa mục tiêu đối phương bằng đòn tấn công thông thường và bắt đầu tập trung năng lượng của mình, và sát thương gây ra sẽ tính theo thời gian Aura tập trung năng lượng với lượng sát thương tối đa là 4 khoảng, và một khoảng sát thương sẽ gây ra tương đương với 100% nè, 120, 104 và 108. Các bạn tăng mát lên nó sẽ là 120, 104, 106 và 200%. Hiệu quả tấn công của Aura khi Aura đang tập trung năng lượng cô ấy. À cái này không phải là tăng mát mà ấn 60 nha các bạn. À sorry các bạn, cái đó tăng mát chứ. Mình hơi nhầm lẫn một chút. Và khi Aura đang tập trung năng lượng có ai miễn nhiễm với hiệu ứng khống chế đầu tiên nhận được, và khi tập trung năng lượng nếu hiệu ứng miễn dịch khống chế được kích hoạt thì Aura nhận tổng lượng sát thương vượt quá 20% tối đa của mình, coi xin ngưng tập trung và ngay lập tức bắn ấn tên vũ trụ. Các bạn có thể hiểu như thế này nè, cái chiêu này nếu mà nó vận lần đầu tiên á thì nó sẽ miễn nhiễm được cái hiệu ứng khống chế lần đầu tiên, nhưng mà các lần sau thì nó không có miễn nhiễm được các bạn. Và nếu mà cô ấy đang vận công á, cô ấy bị đòn đánh khác đánh vào mình, nếu mà cái lượng sát thương nó vượt quá 20% máu thì lập tức tấn công chứ không có vận công tiếp nha, các bạn có hiểu như vậy. Và nó vận công được cái khoảng bao nhiêu lâu thì sát thương sẽ tương đương với cái mức này các bạn, 100, 104, 108 và 200 các bạn. Đó, các bạn có thể hiểu như vậy ha. Rồi và với ấn 60 thì mỗi khoảng sát thương giảm hiệu quả phòng thủ của cái địch đi 7% trong 6 giây, và hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 4 lần. Tức là với cái đòn đánh này nó sẽ giảm phòng thủ kỹ địch một con, lại một con tướng có khả năng bào bốt rồi các bạn. Nói chung là giảm phòng thủ là ngon rồi, phòng thủ là có khả năng bào bốt rồi. Đầu tiên là chưa về thấy con này có khả năng bào bốt rồi các bạn, và lượng sát thương rất là khủng nè. Các bạn có thể thấy này là một lượng sát thương khủng gây choáng, bên này sẽ tự counter chính mình. Lượng đam nếu mà nổ liên tục thì một lượng đam rất là to các bạn, đam to lắm nha. Vừa bị rơi thiên thạch mà vừa bị mưa sao băng rớt xuống trúng nữa. Rồi ngồi ra với kết hợp với xích cùng với nội thất thì các bạn thấy bộ kỹ năng của nó, con này mà đem vào BOB thì rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với xích của con này là cùng tên và ánh sao. Có điều kiện các bạn lên xích phát mát 40 luôn cho sang các bạn. Rồi khi các bạn kích hoạt xích thì chúng ta sẽ kích hoạt kỹ năng tinh tú bủa vây, và kẻ địch bị trúng sát thương mưa vũ trụ sẽ bị giảm nhận trị liệu 50% trong vòng 6 giây, thì hiệu ứng này không thể cộng dồn, tức là nó giảm hồi máu nha, giảm khả năng hồi máu. Ở xích 10, thời gian thiên thạch rơi xuống được gây ra bởi mưa vũ trụ thì giảm 1.5 giây, tức là các bạn còn 1.5 giây nha. Rồi đúng là cái chiêu đó thì cái điểm yếu của nó thì như cái video trước mình cũng đã nói đó, thì cái thời gian mà để mưa thiên thạch rơi xuống nó gây sát thương nó quá lâu các bạn. Nhiều lúc con tướng mình nó chết mất, nhiều lúc cả team mình nó chết rồi mà chiêu nó còn chưa rớt xuống nữa, nên cái đó là điểm yếu chí mạng của con này nha. Các bạn có thấy điểm yếu chí mạng của con tướng này đó là cái chiêu nổ mưa sao băng rơi xuống nó quá là lâu, thời gian tới 9 giây. Và khắc phục điều đó thì cái xích của nó giảm được 1.5 giây nhưng mà cũng không đáng kể các bạn. Trừ khi nó nổ 2 lần liên tục thì cái lượng mưa sao băng này nó rớt xuống nhanh được. Rồi ở xích 20 thì kẻ địch bị trúng sát thương từ mưa sao băng của mưa vũ trụ sẽ mất 20% điểm kháng sát thương chí mạng trong vòng số giây, kháng sát thương chí mạng các bạn.
Và ở set 30 thì trạng thái chiến trường vũ trụ sẽ rơi thêm một cục thiên thạch nữa các bạn. Tức là sẽ rơi được 3 cái cục thiên thạch. Rồi bây giờ chúng ta đến với nội thất độc quyền. Với 3 món và 9 món thì chúng ta sẽ kích hoạt được cái kỹ năng lực lượng tinh tú. Và với 3 món nội thất độc quyền thì khi sử dụng tập trung đoàn tấn công thường lửa tập trung, ngoại trừ mục tiêu mà Oda đã khó, tất cả các sát thương của cô ấy nhận từ các kẻ địch khác sẽ giảm 50%, mang lại khả năng sống sót cho con này các bạn. Mang lại khả năng sống sót lâu hơn cho con này. Và cái này là cái chiêu mà đầu tiên con tướng này nó sẽ sử dụng nè. Rồi, 9 món nội thất độc quyền, giá trị sát thương của khoảng thứ 4 kỹ năng lửa tập trung tăng lên tương đương với 360% hiệu quả tấn công của Oda và gây sát thương diện rộng lên mục tiêu bị dính đòn. Các bạn lưu ý nha, cái con tướng này là một con tướng Agi và thuộc nhánh cung thủ, thì mình không biết sau khi nó boost cái kỹ năng của nhánh cung thủ lên thì cái chiêu bắn này nó có giảm thời gian không. Nếu mà cái chiêu này nó giảm thời gian mà nó tăng tốc lên được các bạn, thì cái nguồn sát thương của con này khi các bạn ấp ấn 30 nó là một thứ gì đó rất là kinh khủng. Và cái này chắc là để mình test xem, chắc chắn là mình sẽ làm một cái video test xem cái khi nó kích cái hiệu ứng của Agi lên thì cái chiêu này nó có bắn nhanh hơn không bạn. Nếu mà nó bắn nhanh hơn không thì con này phải gọi là con kẻ diệt boss luôn rồi bạn. Sát thương rất là to, giảm phòng thủ, giảm kháng chí mạng, tức là boss nó sẽ bị ăn đam chí mạng, ngồi ra thì nó còn bị dính thêm cái này nữa chứ. Tới 360% hiệu quả tấn công và ngồi ra nó còn gây sát thương, một gây sát thương diện rộng nữa nha các bạn. Quá ngon. Nhưng mà các bạn biết nếu mà để con này nó tập trung được tới khoảng thứ 4 đó là cả một vấn đề. Nếu mà các bạn biết cả con tại sao lại nói là cả một vấn đề thì các bạn biết một trận chiến mà để nó không bị dính sát thương mà nó bị không có ngắt cái đoàn tập trung đó, thì rất là khó nha. Nếu mà nó bị ngắt thì nó lập tức tấn công. Mình sẽ thử với cái team này. Wow, toàn team địa ngục. Team địa ngục thì chơi nguyên team thiên thần. Cái con team thiên thần thì cái con này rất là nguy hiểm nè. Rồi mình sẽ cho chị em của nó vào trận. Chúng ta có Ana, Mora, Oda, Athalia và chúng ta có Giáp các bạn. Rồi bay vào chơi thôi. Mình sẽ giảm tốc độ xuống cho các bạn xem. Vận nè, các bạn thấy nó vận công rất là lâu. Đó, nó vận chưa full được. Bạn thấy con tướng của mình nó vận chưa full được để bắn cái khoảng cuối cùng. Cái phát cuối cùng đó là nó vận đủ rồi đó các bạn. Phát cuối cùng nó đã vận đủ rồi đó. Các bạn thấy không? Trong team thì nó chưa kịp gây sát thương thì con Giáp với lại con Mora thì đã gây hết rồi. Chúng ta sẽ làm lại nha. Bạn nhìn nó vận công này khá là lâu. Không biết là khi Agi boost lên thì nó có nhanh không như thế này. Quá lâu các bạn. Mà nó sẽ không vận được tới khoảng cuối cùng luôn. Đó, chỉ có phát cuối cùng là nó vận được tới cái khoảng cuối cùng và nó gây được tới 360% và nó có thêm một cái hiệu ứng nữa là cái nó sẽ có thêm hiệu ứng nữa là nó hiệu ứng gây đòn đánh lan rộng các bạn. Nhưng mà lan rộng trong cái phạm vi nhỏ thôi. Ok, mình sẽ chơi một cái team khác, team này mạnh quá rồi. Team này không chơi được các bạn. Mình sẽ cho con Athos vô, bỏ con Giáp ra, cho team con thiên thần này đã boost. Thì bọn mình nó sẽ boost lên đầu con tướng mình. Rồi, nó đã boost lên đầu con Agi như mình mong muốn. Bắn cung các bạn. Rồi lại vận công. Như lúc nãy mình đã nói các bạn, cái kỹ năng mà nó bay lên nó bắn xuống á, nó thời gian vận dụng rất là hiếm. Các bạn thấy nãy giờ nó bắn cái 3 đòn đánh thường, một lần nổ nó bay lên xài. Bởi vậy cái hiệu ứng mà lấy cái CC cùng với cái bắn 5 mũi tên của con này hơi bị hiếm nha bạn. Nó sẽ không sử dụng nhanh trong trận chiến mà tới phải giây thứ 15 hơn nó mới xài. Nếu mà ngay bắt đầu trận chiến nó xài ngay cái chiêu đó nữa thì ngon các bạn. Bắt đầu trận chiến nó mà dùng liền cái chiêu đó thì ngon. Chiêu đó khá là mạnh, tấn công được những con tướng hàng sau mà còn gây chón nó. Các bạn nó vận công, bắn Ziki. Một hit Ziki đai nó khó mục tiêu, các bạn nhìn nè. Những mục tiêu mà bị khó sẽ có cái vòng tâm. Ví dụ như con Morad đang bị khó nha các bạn. Rồi, một hit các bạn thấy con nhỏ gần chết chưa. Một hit nó ngụm luôn nè. Rất là mạnh các bạn, còn một chiêu nổ bắn lên trời. Bắn lên trời biến thành chiến trường và thiên thạch sẽ rơi xuống. Thiên thạch sẽ rơi xuống, các bạn thấy thiên thạch sẽ rơi xuống trước ha. Rồi. Rồi giờ nó mới kéo cung và bắn lần nữa nè các bạn. Những cái cục thiên thạch rơi xuống này, rơi xuống một lần 3 cục thì nó sẽ ưu tiên lên tướng, nó sẽ là nguồn sát thương bổ sung cho con này. Trong khi chờ cái mưa thiên thạch rơi xuống 3 đợt các bạn.
chờ ba đợt lên mưa thạch rơi xuống. Rồi các bạn nhìn này, nó sẽ khó mục tiêu vào nguy cơ lần đầu tiên và một hit, các bạn thấy mạnh chưa? Rồi kết hợp với team thiên thần như thế này thì rất là mạnh các bạn. Và Murat. Rồi, nó là cái kiểu thuần bắn từ xa luôn á, nó không quá phụ thuộc vào nộ. Nếu mà team địch có những con mà có khả năng cắm nộ cũng không sao. Ở bên lề một xíu các bạn thấy cái nhà tạo tác của mình không? Cái con tướng thiên thần này nè, đứng bên cạnh cái con Athos với lại con tướng Auda của mình đó. Đó là một con tướng rất mạnh nha các bạn, một con support phải gọi là siêu mạnh luôn. Support mà support kiểu thiên thần mà dạng boost kiểu như này là rất là mạnh và rắn rất là xứng đáng để các bạn xây. Nói chung là con này dùng được rất là nhiều thứ, các bạn có thể dùng để đi PvP cũng như là bạn có thể dùng để đi boss, đặc biệt là boss mực của đó các bạn, nó sẽ rất là ngon. Gây đam rất là nhiều, tăng thêm đam cho team các bạn. Rồi thì xong rồi thì mình sẽ nói một xíu về cái con này. Đầu tiên thì chúng ta nói với cái khả năng macro đi, khả năng macro để clear những con NBZer trên lực chiến nhiều, thì cái lượng phần trăm đam của con này kể cả nó có giảm phòng thủ nữa các bạn, nên cái khả năng mà tiêu diệt những con quái trên lực chiến cao là có nha các bạn. Vị tướng này có khả năng tiêu diệt những con tướng trên lực chiến cao và phòng thủ cao trâu, giống như hiện tại những team mà đi PvP đang làm các bạn, đi PvE chứ đang làm, thì con này có khả năng đó. Nhưng kết hợp với team nào thì để cùng xem các bạn, kết hợp với team nào để phát huy tối đa cái sức hiệu quả của nó thì cái này để phải còn ngâm cứu. Rồi cái thứ hai là con này mình nghĩ nó sẽ có một chân trong boss nước. Nói chung là đi boss thì con này mình nghĩ là có một chân rồi đó. Con Agi hệ thiên thần cộng với nó có giảm sát thương và gây sát thương to như thế này, nó có giảm phòng thủ và gây sát thương to như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ có một chân trong đánh boss rồi. Nhưng mà cái chiêu vận này nè, hy vọng nếu cái chiêu vận này mà nó cái chiêu vận công bắn này nè, nó gây được sát thương to, nếu mà nó kích hoạt thêm được cái hiệu ứng của nhánh cây điêu ra nữa, nó bắn nhanh đó, thì ngon các bạn. Vận này lâu quá, vận này quá lâu các bạn. Và nếu mà nó vận này lâu quá thì sát thương chính thì được trông chờ vào cái chiêu cuối mưa sao băng của nó thôi, thiên thạch rơi vào mưa sao băng. Rồi nói về PvE thì cộng với leo tháp, thì leo tháp hiện tại cái con carry gánh team chính của bên tháp chính là con Athalia. Đây là quả ghi tiếp theo thì chắc chắn nó sẽ là một con dạng hot beat để chúng ta leo tháp thiên thần rồi các bạn. Con này chắc chắn sẽ là một con tướng hot để leo tháp thiên thần, cái đầu tiên. Cái thứ hai PvP thì con này rồi nói về khả năng PvP đi, con tướng này mình cam đoan với các bạn rất đáng đầu tư, chắc chắn sẽ là một con tướng hot trong PvP. Nó có thể kết hợp với cái team như các bạn thấy team vừa rồi, các bạn có thể kết hợp với team full team thiên thần, full team thiên thần, hoặc là tốt nhất là thiên thần kẹp với không gian của bạn Athos cùng với Baga. Các bạn có thể kẹp với không gian hoặc là full team thiên thần, hay các bạn có thể kẹp thiên thần địa ngục vào thì PvP khá là ngon, mạnh lắm các bạn. Rồi và để trước mắt á, muốn review con này trong cái đi tháp cũng như là đi PvP thì mình sẽ dùng tướng mượn 3 ngày ha các bạn. Mình sẽ dùng tướng mượn 3 ngày trong các video tiếp theo, thì mình sẽ review cho các bạn xem cái khả năng leo tháp của con này, thiên thần của con này nó tới đâu, và khả năng PvP khi mà lắp tới tướng những con thiên thần khác để đánh nó như nào nha. Ok, và video của mình ở đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.